Xin chào các bạn, mình là Kiên và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thâu âm một cái bản nhạc ở trên cái đàn Yamaha đại khái là từ đời PSR 900, 910, 970, 950 và 975. Rồi đại khái là những cái model mà nó có cái chỗ mà chúng ta cắm mic á. Các bạn nhìn thấy cái jack in ở sau này. Các bạn sẽ cắm vào mic in ở sau lưng nó nha. Ok. Rồi ok mình. Rồi mình có một cái micro đây. Đó, mình có một cái micro. Rồi các bạn nhấn nút record, nhấn USB. Nhấn USB xong các bạn nhấn record. Khi các bạn nhấn record thì máy nó sẽ chạy như thế này. Rồi. Ok. Cái này màn hình nó hơi mờ, các bạn chịu khó theo dõi cho mình ạ. Để mình tắt bớt cái đèn đi. Ok, thì mình đã tắt bớt cái đèn rồi, nó vẫn còn sáng. Bây giờ kệ đi. Ok, mình tắt bớt đèn rồi nhưng mà vẫn còn sáng. Thì bây giờ mình sẽ có cái phần gọi là cái phần voice setting. Các bạn nhấn vào voice setting. Rồi, các bạn nhấn vào cái này, chúng ta sẽ có là đầu tiên đó là talk. We don't talk anymore. Đấy, chúng ta sẽ có là talk, chứ là chúng ta nói chuyện. Đấy, thì nó sẽ không vang đúng không ạ? Đó, nói chuyện bình thường đó. Đây là chúng ta bật chế độ chuyện, đây là talk. Thứ hai là chế độ mix effect, tức là nó sẽ có cái echo. Các bạn tắt cái harmony đi. 1, 6, 8. Thì khi đó chúng ta có thể hát, lấy một cái beat rồi chúng ta hát được rồi. Đó. Hát, nhiều người thích kiểu này. Có một lần tôi chợt nhớ những câu chuyện mà cha đã kể cho tôi nghe. Đấy, đến bây giờ cũng không thể nào quên được. Đó. Đây là cái dạng echo. Rồi các bạn lấy lại đó, các bạn tắt đi là nó mất, đúng không? Các bạn tắt đi là nó mất. Ok. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có là voice harmony. Cái phần voice harmony này chỉ chúng ta bập hợp âm ở bên này. Ví dụ chúng ta nhấn la thứ thì nó sẽ có là 1, 2, 6. Đấy, Chu vi and I. Rồi, các bạn nhấn chữ H để các bạn chọn những cái hiệu ứng khác. Ví dụ như mình có là duos, rồi mình có là main charge, main đây, rồi mình nhấn. Cha la la la, cha la la la, cha la 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 la. Chúng ta không có lạm dụng nó quá, tới chỗ tùy. Và chúng ta có thể có những cái hiệu ứng có chút. Rồi gái, con gái đây. Ấy, ấy, kim. Ví dụ chúng ta. Evi sa la la la, evi o wa. Evi song long 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 long, đây là woman, phụ nữ này. Bên là chữ D này. Hãy xanh. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao nhang. Âm thanh đi khắp không gian. Chúng ta có Kenshi, Kenshi quartz. Đây chúng ta hát những kiểu này, những cái nhạc nhỉ. Gió bài son trưởng à. Gió con đường ấy và nắng trên hàng cây, những nơi hò hẹn, những gương mặt quen, và ta nhớ ơi là nhớ vui buồn thuở xưa mộng mơ. Các bạn nhớ là quá trình như các bạn thả cái hợp âm theo đó. Ví dụ kia có hai a cappella. Có Lisa. Tina. Lisa, Tina. Ok. Pass them, ok. I'm ready. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể chọn những cái hiệu ứng còn lại cho mình nhé. Các bạn tùy lúc các bạn sử dụng. Sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta nhấn exit ra và chúng ta nhấn vào USB và chúng ta nhấn cái nút stop này lại, là chúng ta lấy cái file đó chúng ta đồng bộ với cái máy ảnh này, là nó sẽ hay, hoặc chúng ta lấy chúng ta nghe lại. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành cái chương trình hướng dẫn record bằng harmony. Xin chúc tất cả các bạn thành công và không quên nhấn like và subscribe kênh của mình để nhận những cái video mới hữu ích hơn.
các bạn có thể mua đàn cho mình hoặc học đàn cho mình. Có số điện thoại 0973955861. Các bạn nhập thêm cái mã vùng cộng 84973955861 để gọi từ nước ngoài về Việt Nam, mình dạy tất cả mọi người trên thế giới. Kính chúc tất cả các bạn luôn luôn say mê âm nhạc và vui vẻ với đam mê của mình. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.